Stretch Bao, thương hiệu đồ chơi cực hot lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, có khả năng kéo giãn gấp 3 lần kích thước ban đầu, truy lùng ngay các phiên bản hiếm có khả năng phát sáng trong đêm cực kỳ độc đáo. Hãy thử thách và xem bạn có thể kéo giãn các nhân vật của Stretch Bao đến mức nào. Đừng quá lo lắng vì các bạn ấy sẽ sớm trở lại hình dáng ban đầu, cũng có thể nhào nặn các nhân vật của Stretch Bao theo bất cứ tư thế nào bạn muốn. Cực hấp dẫn với hơn 30 nhân vật cùng 4 chủ đề khác nhau gồm động vật, quái vật băng và điện ảnh, thỏa thích để bạn trải nghiệm. Hãy sưu tập ngay tất cả nhân vật của Stretch Bao độc lạ này ngay thôi nào.